Kính chào quý vị. Bây giờ là 2 giờ 50 phút sáng giờ California. Tôi đang ở tại tiểu bang California, vùng đất Phật đản Tôn Thắng. Sở dĩ tôi có cái buổi nói chuyện khuya nay vì mấy ngày nay tôi bận chuyện Phật sự xây dựng Phật đản Tôn Thắng tại tiểu bang Cali. Cho nên tôi mở email thấy có quá nhiều mail của hàng trăm đệ tử của tôi đang sống tại cái vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Những cái lá thư kêu cứu, tôi mời quý vị nghe, cho nên tôi chịu không nổi, tôi phải làm một cái livestream này để trả lời cho hàng trăm đệ tử đang bị khốn khổ vì hạn hán, ruộng đồng bị ngập mặn. Những người sống bằng cái nghề nuôi cá nước ngọt thả bè trên các dòng sông thì cá bị nhiễm mặn nước biển do hạn hán, cho nên họ bị chết hàng tấn cá. Nước uống cũng không có vì các dòng sông ở miền Tây đang bị khô cạn. Mà tại sao tôi phải trả lời họ? Vì họ email, họ nói nhờ sư phụ lập đàn cầu đảo, cầu cho mưa xuống để cứu dân, nếu không là đói chết hết. Cho nên hiện tại bây giờ thấy chịu không nổi, cho nên tôi thấy họ đã hiểu sai. Cái nạn hạn hán này không phải là do trời làm. Mà nếu do trời làm á thì quý vị sao không gọi những ông thầy quốc danh ở Việt Nam như là Thích Nhật Từ, Thích Chương Quang, Thích Trúc Thái Minh lập đàn cầu đảo mà lại gọi cho sư phụ Thích Thông Lai? Vì cầu đảo là chư tăng phải ở tại cái vùng địa phương đó. Họ giỏi lắm mà. Họ có thể nghĩa là liên lạc được với vong, liên lạc được thế giới người âm để người âm đòi bao nhiêu tiền để mà họ hóa giải cái quan gia trái chủ. Cho nên quý vị á, phải nhờ các sư quốc danh ở Việt Nam làm cái chuyện cầu đảo. Còn tôi đang ở Hoa Kỳ, tôi chỉ đang làm cái chuyện là làm sao để mà vận động cái hệ thống đệ tử 9-10 ngàn người trong hệ thống sử dụng cái lá phiếu để mà giành lại những cái gì mà đảng Dân Chủ cánh tả nó đang tàn phá Hoa Kỳ. Bây giờ tóm lại, tôi mời quý vị nghe tôi đọc những cái lá thơ cầu cứu, rồi sau đó cái cách giải quyết, cái nguồn gốc từ đâu mà ra, bị thiên tai hay là bị con người làm ra. Nếu mà bị thiên tai đó thì có thể lập đàn cầu đảo, mà bị con người tạo ra các cái sự mà ngập mặn này thì chúng ta phải dùng con người để mà giải quyết những vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa sư phụ, tụi con là một nhóm đệ tử của sư phụ đang ở sống ở miền Tây Nam Bộ, tức là nói từ ở Mỹ Tho đi dài dài tới mũi Cà Mau. Chúng con là những người Phật tử sống bằng nghề nông dân, chân lấm tay bùn. Giờ này ở trên Việt Nam là đầu mùa mưa, nhưng cả tháng qua không có hạt mưa nào xuống. Tất cả những sông ngòi rạch, những cái dòng sông sâu tới 6-7 mét lòi ra bùn đất. Hồi xưa tụi con á thì có đóng giếng để xài. Sau này với sự khuyến khích của chính phủ Việt Cộng, tụi con sử dụng hệ thống nước máy, có đồng hồ nước, thấy nó tiện lợi hơn. Và họ nói là đóng giếng thì cái nước đó nó bị phèn, uống không tốt. Cho nên toàn bộ hệ thống mà giếng tự cung tự cấp đã bị hủy bỏ hết. Hiện tại
dân ở thành phố Sài Gòn còn không đủ nước xài, thì làm sao ở vùng miền Tây ngập mặn này có nước thầy? Không có nước sinh hoạt, không có nước giặt giũ quần áo. Muốn lấy nước là phải đi chạy đến cả chục cây số mới lấy được một can, phải xếp hàng. Khổ ơi là khổ, ruộng đồng tháng này là cái tháng bắt đầu để mà cấy cày thì không có nước. Rồi nhóm Phật tử mà tụi con trong gia đình có những người nuôi bè cá, thầy biết không, bè cá là những cái bè tụi con làm thả nổi trên những dòng sông. Bây giờ sông Cửu Long không biết nước từ đâu không có, cho nên nước biển từ ở ngoài khơi tràn vào làm cho các bè cá bị thiếu oxy và chết hàng loạt. Có lẽ sư phụ cũng thấy được những cái clip bỏ lên chết hàng trăm ngàn tấn, bao nhiêu tiền mượn nhà băng, mượn ngân hàng, mượn lãi chợ đen, giờ đây tụi con chắc chết. Giờ này không biết cầu cứu ở đâu. Xin sư phụ thương xót, nhờ thầy và hệ thống của sư phụ tại Hoa Kỳ lập đàn cầu đảo, chứ không tụi con chết mất. Trong sư phụ trả lời, chúng con đã chờ mấy tuần rồi, cho nên đây là cái email thứ hai. Cũng biết sư phụ bận, nhưng nếu thương tình cho những Phật tử của sư phụ còn sống trong ngục tù Việt Nam, đang bị người đày, bị chính quyền đày, rồi bây giờ thấy trời đày, khổ chồng lên khổ. Xin sư phụ lập đàn cầu đảo, cầu mưa để cho tụi con có thể sống sót qua cái mùa này, nếu không là gạo sẽ lên giá và không còn lúa để ăn nữa thầy. Con đang chờ sự giúp đỡ của sư phụ, đại diện cho những Phật tử đang sống tại miền Tây Nam Bộ của miền Nam Việt Nam. Tôi nói thật quý vị đó, tôi có nói chuyện với một số bạn bè của tôi tạm Hoa Kỳ thì họ nói rằng cái sự mà ngập lụt, cái sự ngập mặn mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn là không phải là do thiên tai, mà do trên đầu nguồn sông Cửu Long xuất phát từ ở trên Tây Tạng. Tây Tạng bây giờ nó cũng thuộc về Tàu Cộng. Từ trên Tây Tạng mà trải dài xuống mấy ngàn km xuống tới Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia rồi đi vào đồng bằng sông Cửu Long, ra chính ngõ ra biển. Tàu Cộng xây hàng chục cái trạm thủy điện. Cho nên á, Tàu Cộng bây giờ đóng khóa hết tất cả các cái đập thủy điện, làm cho nước không có đi xuống được và làm cho dòng sông Cửu Long cạn nước, chứ không phải là do trời làm. Và ngược lại khi xuống tới Lào rồi thì trừ có Campuchia là dòng sông Cửu Long không có bị làm trạm thủy điện. Tàu Cộng đặt trên đầu nguồn từ Tây Tạng đã đặt hàng chục cái trạm thủy điện chặn nước. Xuống tới Miến Điện thì họ cũng có một vài trạm nhưng mà họ không có đóng nước. Xuống tới Campuchia thì họ không có làm thủy điện, nhưng mà xuống tới Lào á, thì Lào đã có bốn cái đập thủy điện. Cho nên á, khi mà nghiên cứu nói chuyện với những người mà bên Hoa Kỳ mà họ làm về cái ngành mà theo dõi thời tiết và thủy điện cũng như thiên tai, thì họ nói rằng miền Nam, các tỉnh miền Tây Nam Bộ bị hạn hán, nước sông Cửu Long bị xuống thấp tới cái mức báo động, các những dòng rạch dẫn nước đi khắp các tỉnh miền Đông để mà cung cấp nước cho tưới lúa đã không còn nước, là vì Tàu Cộng cho đóng hàng loạt các cái đập thủy điện ở đầu nguồn sông Cửu Long để tàn phá nền kinh tế Việt Nam. Thì cái này bây giờ chỉ có cách là Đảng Cộng sản Việt Nam phải kêu cứu. Đảng Cộng sản Việt Nam có đại diện từ Liên Hiệp Quốc, nghĩa là có cái ghế tại diễn đàn, phải kêu triệu tập cuộc họp và yêu cầu Tàu Cộng không được đóng thủy điện để tàn phá môi trường.
chứ không có phải là do trời Phật. Cho nên á, cái này do người làm, do bàn tay Tàu Cộng nó làm để mà nó tiêu diệt Việt Nam. Cho nên cái chuyện này đó là chính những người của Đảng Cộng sản Việt Nam đã câm miệng hến, đã để cho Tàu Cộng tàn phá dân Việt Nam, cho nên thầy không có làm gì được trong vấn đề này. Tụi con cứ nghiên cứu lịch sử là biết Tàu Cộng có bao nhiêu cái thủy điện sinh xây dựng trên đầu nguồn, và giờ này đó lớp thì nó đưa hóa chất vào để cho những nhà nông Việt Nam bỏ vào các ruộng đồng, bỏ vào các hoa màu để giết dần dân Việt Nam. Tàu Cộng không thể nào xâm chiếm Việt Nam bằng con đường vũ lực, mà nó xâm chiếm Việt Nam bằng con đường hủy diệt dân tộc bằng chất độc, bằng hóa chất, bằng những cái xì ke ma túy, bằng cái sự tham nhũng của cái Đảng Cộng sản. Cho nên cái việc làm bây giờ là người dân phải thức tỉnh, và người dân phải biết là phải làm cái gì khi mà cái này là những cái thiên tai này không phải do trời mà do Tàu Cộng và hợp tác với Việt Cộng. Chỉ có Việt Cộng mới có thể lên án kêu gọi Tàu Cộng không được đóng cho đập thì mai ra mới cứu được dân Việt Nam. Chứ còn sư phụ mà có làm lễ cầu đảo thì không thể nào mà làm được, vì đây là do bàn tay của Tàu Cộng chứ không phải là do bàn tay của Thiên Long hay quỷ thần. Cho nên quý vị làm ơn, sư phụ không có làm được trong việc này. Còn nếu thật sự mà nó do thiên tai thì phải nhờ các nhà sư tu hành chân chính ở tại Việt Nam làm lễ cầu đảo, chứ không thể ở tại Hoa Kỳ mà làm được chuyện mà nó đội đá giá trời này. Trân trọng kính nói cho sư phụ. Sư phụ cảm ơn tụi con đã đặt niềm tin vào sư phụ, nhưng chuyện này là do Tàu Cộng 100%. Chỉ cần Đảng Cộng sản Việt Nam, đại sứ của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động, lên tiếng thưa kiện, thì vấn đề bảo vệ môi trường của Liên Hiệp Quốc họ sẽ lên tiếng, và Tàu Cộng sẽ mở lên những đập thủy điện, thì nước sông Cửu Long sẽ điều hòa trở lại, và cái hiện tượng ngập mặn toàn thể miền Tây Nam Bộ sẽ không có. Cho nên sư phụ không làm được gì trong vấn đề này. Trở lại vấn đề, để không phải Tàu Cộng nó chỉ tàn phá của Việt Nam mà nó tàn phá ngay cả những nước ở Âu Châu, là nó đã ủng hộ cho các chính quyền cánh tả ở Âu Châu su cao thế nặng, cho nên các nông dân ở tại Âu Châu đâu có bị ngập mặn, đâu có bị, nhưng mà họ bị su cao thế nặng cho nên họ không cày cấy. Tụi con lên mạng thấy, nghĩa là hàng triệu nông dân ở Pháp đình công lấy máy cày chạy vào để mà lấp tất cả đường phố trên thủ đô Paris. Nói cái này là những người Phật tử ở Pháp biết, không phải ở Pháp mà còn ở Đức. Tất cả nông dân cũng biểu tình chống cái vấn đề, nghĩa là su cao thế nặng, giá phân bón rất cao, mà cái giá để mà bán lúa, bán gạo, bán lúa mì lại quá thấp. Rồi tại Tây Ban Nha và rất nhiều nước, họ không có còn trồng lúa nữa. Mà khi Âu Châu đói, thì Việt Nam không thể no, và Hoa Kỳ cũng không thể no được vì nó ảnh hưởng cả toàn cầu. Hiện tại bây giờ sư phụ chỉ cho biết rằng ở Mỹ này, sư phụ cũng phải đang đối đầu với những cái chuyện là làm sao bây giờ đảng Dân Chủ qua tay Joe Biden nó tàn phá Hoa Kỳ. Nó đưa di dân lậu vô, mới đây thầy cho quý vị biết cái tin này là mới tìm ra do đảng Cộng Hòa tìm. Là 3 năm nay, mỗi tháng Biden đã âm thầm lấy tiền từ đâu, hiện giờ Quốc hội Hoa Kỳ, đảng Cộng Hòa đang điều tra 20 tiểu bang dưới sự điều hành của đảng Cộng Hòa, các thống đốc Cộng Hòa đang điều tra chính quyền liên bang Joe Biden. Đã có một tổ chức mỗi một năm, mỗi một tháng đưa 30.000 di dân bất hợp pháp bằng đường hàng không
Nghĩa là tự di dân bất hợp pháp này nó được chở bằng hàng không, chở vào tới phi trường, nó đi bằng cái ngõ riêng, được ông Bộ trưởng Bộ Homeland Security, tức là tụi TSA đó, nó âm thầm nó đưa vô, và nó được chính quyền Joe Biden chi trả. Mà quý vị biết mỗi một tháng 30.000 di dân được chở từ Venezuela, chở từ Haiti, chở từ những cái vùng ở Nam Mỹ, đâu có rẻ, mỗi một vé cũng phải 1.000 đồng, mà nó âm thầm thuê các công ty tư nhân, nó chở mỗi tháng là 30.000, mà nó chở như vậy là 3 năm rồi. Bây giờ đó là nó âm thầm nó giấu, nhưng mà tình cờ người ta biết được. Và bây giờ 20 tiểu bang Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa đang điều tra phối hợp với Mike Johnson để mà luận tội cái thằng mà Bộ trưởng Bộ An ninh Nội chính của Hoa Kỳ, thì nó nói rằng nó làm theo lệnh của Joe Biden, và sắp sửa có một cuộc luận tội rất là lớn. Cho nên á, số tiền này từ đâu mà ra? Hàng trăm tỷ đô la này muốn qua thì phải có cái tiền duyệt xét của Quốc hội Hoa Kỳ, mà Quốc hội Hoa Kỳ không biết số tiền này từ đâu, thì đang nghĩ là số tiền là do Tàu Cộng cung cấp cho Biden để đưa cái dân bất hợp pháp vào tàn phá Hoa Kỳ. Mục đích nó đưa cái số dân này vô để mà nó sẽ cho một cái sắc luật là ân xá, càng nhiều càng tốt, để cái số dân này sẽ đi bầu cho tụi nó. Cho nên đó là cái âm mưu của đảng Dân Chủ, vì nó không thể thắng bằng cách gian lận. Tại sao tôi dám nói không thể thắng gian lận được? Vì cái chủ tịch của đảng Cộng Hòa ở tại Hoa Kỳ đã bị thay thế bằng tân chủ tịch cách đây mấy tháng rồi. Và tân chủ tịch đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ đã cử tất cả những cái người thuộc đảng Cộng Hòa có mặt trong các phòng phiếu để trực tiếp giám sát. Còn cái người mà cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa những năm trước họ không làm chuyện này, để toàn bộ phòng phiếu chỉ có tụi Dân Chủ. Kỳ này đảng Dân Chủ nó không thể thắng ông Trump. Qua cái làn sóng mà phẫn nộ của dân Mỹ, cho nên cái những cái thống kê với Biden thua điểm hàng loạt, cho nên nó nhận tiền của Tàu Cộng để mà nó làm chuyện này. Cho nên bây giờ cái chuyện của tôi là không phải cầu nguyện Phật trời, mà bây giờ đó những cái chuyện này nó do cái bàn tay của Tàu Cộng muốn thao túng cả thế giới. Và cái nước mà có lãnh đạo đầu tiên là Hoa Kỳ, mà nó đã thao túng bằng tiền, và nó là làm mọi cách, vì nó sợ ông Trump mà lấy được tòa Bạch Ốc thì ông Trump sẽ diệt nó ngay. Mà bây giờ không phải chỉ có người dân Việt Nam trông cho ông Trump thắng, mà toàn thể dân chúng ở các nước Âu Châu, 30 nước Âu Châu, hàng chục nước Á Châu, và tất cả các quốc gia trên thế giới, từ Ấn Độ, từ Nhật Bản, từ Đài Loan, từ Nam Hàn, đều trông cho ông Trump lên. Vì chiến tranh đang sắp bùng nổ khắp nơi. Cuộc chiến tranh đang sắp bùng nổ giữa Iran và Do Thái. Biden thì đi hàng hai, vừa viện trợ cho đồng minh số 1 Do Thái, vừa viện trợ cho tổ chức khủng bố Hồi giáo Hamas. Cái chính sách này nó làm cho thế giới trên bờ vực thẳm. Cho nên thầy không thể nào mà làm được những chuyện này, ngoài cái chuyện thầy vận động đệ tử sử dụng lá phiếu bằng cách là vào ngày 26, 27, 28 tháng 4 này, tôi huy động hàng trăm, hàng ngàn đệ tử hội tụ về làng Di Đà Côn Rô, bắt đầu tổ chức một cuộc rally tại trong làng, kích động một cái chương trình đứng sau lưng Tổng thống Donald Trump, góp một bàn tay để chống lại cái bọn tàn phá của đảng Dân Chủ, cái bọn Joe Biden làm tay sai cho Tàu Cộng, những cái chính sách mở cửa đưa di dân bất hợp pháp, những cái chính sách su cao thuế nặng ở tiểu bang Cali do cái thằng thống đốc Newsom nó làm cho dân Cali trở thành địa ngục trần gian. Hàng loạt các công ty đóng cửa chạy ra khỏi tiểu bang Cali vì su cao thuế nặng. Nó vừa tăng tiền
cái tiền mà lương tối thiểu từ 16 đồng, thay vì người ta tăng từ 17 ta lên từ từ nó tăng một hơi lên 4-5 đồng. Hàng loạt các cửa hàng bán lẻ đều đóng cửa. Hàng loạt tất cả các tiểu tiểu thương đều chết. Và hiện giờ tiểu bang Cali thâm hụt tới cả 100 tỷ đô la. Thì một số quốc hội của đảng Dân Chủ đang làm việc tại cái tòa lập pháp của tiểu bang Cali cũng bất mãn và hỏi rằng tiền ở đâu mà để ba lăng 100 tỷ. Thì họ nói cứ đóng thế vào dân. Vậy thôi lấy tiền nuôi di dân bất hợp pháp. Hiện tại ở Texas thì tiểu bang Texas đã đóng cửa. Arizona cũng bắt đầu đóng cửa và chỉ còn có cái San Diego là vẫn mở cửa, mỗi ngày 5-10 ngàn di dân đổ vào. Tất cả người Hoa Kỳ bây giờ phải nuôi cái đám di dân bất hợp pháp. Tất cả những người chủ nhà mà bị di dân bất hợp pháp nó ở đầy tràn ngập, làm cho cái trị giá bất động sản xuống. Cái tình hình này cầu Phật được không? Cầu Chúa được không? Vì đây là do con người làm ra. Do chính quyền Biden cấu kết với Tàu Cộng, nhận tiền Tàu Cộng, cái tội tham ô cấu kết với Tàu Cộng để ăn hối lộ hàng trăm triệu đô la của dòng họ Joe Biden. Hunter Biden trốn thuế, vừa bị luận tội chưa kịp ở tù đây, thì cái chuyện bây giờ mới lòi ra là từ 3 năm nay Joe Biden đã tổ chức mỗi một tháng 30 ngàn di dân đi bằng đường hàng không, đưa vô cái cửa đặc biệt rồi đưa vào trong Hoa Kỳ để làm những con gián giống để mà gian lận bầu cử. Bây giờ 20 tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa điều hành đã bắt đầu điều tra và sẽ đưa Joe Biden ra cái vụ này. Họ hỏi tiền từ đâu mà có. Làm sao lại đưa những di dân này mà không qua cái hệ thống kiểm soát TSA. Và tuần tới đây, hoặc là thầy nghĩ tuần tới này là ông Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sẽ bị ra để mà luận tội tại Quốc hội Hoa Kỳ. Cho nên tóm lại, những Phật tử ở Việt Nam bị ngập mặn là quý vị biết rồi, là tại vì cái sự tiếp tay của Đảng Cộng sản. Việt Nam im lặng để cho Tàu Cộng đóng tất cả các đập thủy điện để tàn phá dân Việt Nam. Lỗi là do Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là do ông trời. Thành ra cái trận mà kỳ cầu đảo không nhận được. Còn tại Hoa Kỳ này, sư phụ làm hết sức khả năng trong cái bàn tay của sư phụ là kêu gọi tất cả đệ tử trong hệ thống này đừng quay lưng với dân tộc, đừng vô cảm với những cái sự tàn phá của đảng Dân Chủ bằng cách không phải tụng kinh niệm Phật, mà bằng cách đoàn kết lại, đứng sau lưng đảng Cộng Hòa, đứng sau lưng các dân chủ, nghị sĩ, từ hạ nghị viện tới thượng nghị viện, để mà chúng ta phải lấy lại. Chúng ta đã mất rồi cái hành pháp là do đảng Dân Chủ điều hành qua tay Joe Biden. Tòa án cũng đã bị tụi Tàu Cộng nó mua chuộc, ngay cả chính thẩm phán Hoa Kỳ mà nó còn đang dụ mà nó kỳ cựa lên, nó thưa ông Trump về cái tội là tổ chức lật đổ cuộc bầu cử ngày 6 tháng 1 năm 2020, mà ông Trump không có cái đó. Mà ông Trump ông nói rõ là ổng là cái lúc đó ông đang là tổng thống, ổng có cái quyền đặc miễn mà ổng không kêu gọi lật đổ bầu cử, chỉ là những người ủng hộ họ thấy gian lận. Và bây giờ chính tối cao pháp viện còn chưa trả lời là đúng sai, vì nếu mà trả lời sai, tại vì ở hiến pháp Hoa Kỳ có một cái luật là tổng thống Hoa Kỳ đang tại chức hoặc về hưu đều có cái quyền bất khả xâm phạm. Mà nếu ông Trump mà bị kết tội thì Obama cũng bị kết tội, vì cái tội chở cả tỷ đô la cho Iran vào những ngày cuối cùng bằng cái Air Force One. Và Bill Clinton cũng có cái tội là để cho cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ bị khủng bố giết. Và Hillary cũng có tội. Và tất cả các tổng thống tiền nhiệm cũng phải có tội. Cho nên á, may là bây giờ chúng ta nắm được cái Quốc hội Hạ nghị viện
cho nên mới lật trần và bại bộ mặt của cái đảng Dân Chủ. Thử hỏi nếu mà hành pháp, lập pháp và tư pháp đều nằm trong tay Dân Chủ, thì giờ này 350 triệu dân Hoa Kỳ sẽ bị chà đạp dưới gót giày của Tập Cận Bình. Một lần nữa, ngày lễ 30 tháng 4 này, 26, 27, 28, những người đệ tử của Tỳ Kheo Thích Thông Lai còn nghĩ tới dân tộc, còn nghĩ tới sự mà tàn phá đất nước, nghĩ tới những đồng bào đang ngập mặn vì tay Tàu Cộng, nghĩ tới những người con cháu chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ. Chúng ta không thấy cái địa ngục trần gian đang chờ hay sao? À, người Mỹ bây giờ bị Tàu Cộng đầu độc bằng xì ke. 30 năm trước tôi qua Mỹ, người hút xì ke là phải có tiền. Hút cocaine là phải có tiền. Phải có tiền mới hút được. Bây giờ nó đưa fentanyl vào, 5 đồng cũng có thể là thành phê, mất tri giác. Dân chúng Hoa Kỳ bây giờ những người có bằng kỹ sư, bác sĩ nhiều nhưng mà không bao nhiêu. Cái thành phần học high school xong rồi, nghiện ngập từ lúc còn học high school, đi lang thang trên các đường phố của San Francisco, đi lang thang trên các đường phố của Oakland, đi lang thang ở những đường phố của LAX. Ngay cả cái phố Hollywood cũng đầy những người Mỹ không lo xây dựng đất nước, chỉ biết bê tha chìm đắm trong những cơn phê ma túy. Nhìn những cảnh đó, quý vị đừng có nghĩ rằng không xảy ra con cháu quý vị. Tàu Cộng đã đưa tất cả những ma túy tràn vào Hoa Kỳ với cái giá rẻ, để làm cho Hoa Kỳ là cái nước đầu tiên lãnh đạo cái thế giới tự do sẽ bị lụng tàn. Và bây giờ chỉ còn có tháng 11 này để chúng ta lấy lại tòa Bạch Ốc. Chỉ có Tổng thống Donald Trump mới cứu được Hoa Kỳ, mới cứu được thế giới, mới cứu được Việt Nam thoát khỏi tay Tàu Cộng. Và từ nay sư phụ xin nói rằng ngập lụt tại Việt Nam, đồng bằng bị nhiễm mặn tại Việt Nam, những người nuôi cá, nuôi tôm ở trên những cái con bè Việt Nam, ở dòng sông Việt Nam bị ngập mặn chết, không phải do trời, không phải do Phật, mà do bàn tay của Tàu Cộng và do sự im lặng hèn hạ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên chuyện này thầy không làm gì được, mà chúng ta phải biết chỉ còn nhờ có những người sống ở tại hải ngoại. Những người dân ở Việt Nam thấp cổ bé miệng, thầy không có bao giờ kêu gọi tụi con đứng lên để rồi tụi con sẽ chết trong các cái đồn công an, mà sẽ kêu gọi những người đang có thể có tiếng nói, những nhà sư đang sống tại Hoa Kỳ. Những nhà sư đó có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có miệng, cùng lên tiếng, cùng vận động những người lãnh đạo tinh thần từ Công giáo cho tới Phật giáo đừng quay lưng với dân tộc. Mình ở trong cái nước mà được hiến pháp công nhận, như tôi lên ngày hàng ngày tôi lên tôi chữ cái chế độ của Joe Biden, tôi dám làm chuyện này vì tôi không sợ chết, tôi không sợ cái tụi Biden nó trả thù. Mặc dù tôi đang ở tại tiểu bang của tụi nó, tôi ngồi ngay tiểu bang Dân Chủ đây mà tôi đang chữ tụi nó đây, tại sao tôi không sợ chết? Vì trước sau gì cũng chết, trong vô lượng kiếp luân hồi tôi đã chết nhiều rồi. Tôi chết vì thất tình, tôi chết vì cờ bạc rượu chè tự tử, tôi chết vì những chuyện lãng nhách. Cho nên kỳ này có chết vì dân chúng, chết vì nói cho dân tộc, chết vì nói cho đồng bào thân thương thì cái chết này nó có ý nghĩa. Một lần nữa, tất cả Phật tử nào còn có cái sự nghĩ về quê mẹ, nghĩ về những cái cảnh mình ở đây mình vẫn có nước sạch, mình chưa có đói, mình có hệ thống an sinh xã hội, mà bây giờ nhìn vào Việt Nam không có nước tắm, không có nước uống, mùa lúa năm nay bị ngập mặn, thì tới cuối năm nay họ sẽ đói, máu chảy ruột mềm.
Tu không phải là tu để thành Phật, mà tu để hiểu và thương những người cùng dòng máu. Tu không phải là đuôi điếc vào rừng tu, tu để rồi trốn vào cái cuộc đời yếm thế. Cho nên Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Tu là phải thõng tay vào chợ, tu là lãnh đạo tinh thần, là đừng có quay lưng với dân tộc. Tu là phải có tiếng nói, là lãnh đạo tinh thần, sử dụng cái ảnh hưởng của tôn giáo, không phải để mà tạo tiền tạo bạc, mà tạo lên cái ảnh hưởng, đánh lên tiếng chuông báo động, để cho nhờ cái lực của tất cả những người Việt tại hải ngoại này, hãy thương dân Việt Nam bằng cách sử dụng lá phiếu. Vũ khí của người Việt bây giờ là 2 triệu lá phiếu, góp vào trong 350 triệu lá phiếu.